mỗi ngày một bài học cảm ơn, câu chuyện tấm lòng rộng mở khoan dung với mọi người. Đặng Bản Kiều là một viên quan nhà Thanh Trung Quốc. Một hôm, ông nhận được thư của người em tên là Đặng Mặc ở quê gửi lên. Em trai ông muốn ông ra mặt nói tình lý với huyện lệnh ở quê. Việc này khiến cho Đặng Bản Kiều rất hồ nghi. Thì ra, Đặng gia và nhà hàng xóm chung vách với nhau. Đặng gia muốn đập đi xây nhà mới thì bị nhà hàng xóm can thiệp, nói bức tường ấy là của tổ tiên nhà họ truyền lại, không phải của Đặng gia không có quyền tháo dỡ. Thật ra, trong khế ước viết rất rõ ràng rằng bức tường đó là của nhà họ Đặng, nhà hàng xóm mượn luôn xây nhà lên. Vụ kiện này kiện lên tới huyện, vẫn chưa có kết quả, hai bên đều nhờ người nói tình lý. Đặng Mặc tất nhiên nghĩ tới người anh làm quan của mình, nghĩ tới khế ước còn. Hơn nữa, có thêm anh trai ra mặt nói tình lý, lần kiện này nhất định sẽ thắng. Đặng Bản Kiều suy đi nghĩ lại rồi viết thư cho em trai khuyên cậu nhân nhượng cho êm chuyện. Cùng lúc gửi đi bức tranh, trên viết bốn chữ, chịu thiệt là phúc, và một bài thơ gửi cho em. Ngàn dặm cáo trạng bức tường nhỏ, nhượng người một bước đáng gì đâu, vạn dặm trường thành nay còn đó, không thấy năm xưa Tần Thủy Hoàng. Đặng Mặc nhận được thư hổ thẹn vô cùng, lập tức hủy bỏ cáo trạng, tỏ ý không tranh chấp nữa. Hàng xóm cũng bị cảm động bởi hành động của anh em nhà họ Đặng, không muốn tiếp tục làm to chuyện. Vì thế hai nhà họ lại hòa hảo như xưa, vẫn cùng chung một bức tường. Trong việc đối nhân xử thế, tấm lòng nên rộng mở, khoan dung đối đãi với người. Như vậy có thể giành được sự tôn trọng và yêu mến của người khác cũng hết sức mình đổ công sức vì bạn. Lời tổng kết: khoan dung độ lượng với mọi người, những người xung quanh sẽ tin tưởng và tôn trọng bạn.